Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trấn Thành bất ngờ tiết lộ chuyện muốn xin con nuôi trên sóng truyền hình. Tại một chương trình, Trấn Thành bất ngờ tiết lộ chuyện thống nhất cùng Harry Won xin con nuôi. Trấn Thành và Harry Won là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz bên nhau nhiều năm. Đến hiện tại, cả hai vẫn giữ được ngọn lửa hôn nhân nồng nhiệt. Trấn Thành Harry Won là cặp đôi đẹp của Vbiz. Mới đây tại một chương trình truyền hình, Trấn Thành đã bất ngờ chia sẻ việc sẵn sàng nhận con nuôi trong tương lai. Cụ thể nó MC đồng cảm với câu chuyện của một cặp đôi, đồng thời cho biết đã nói chuyện nhận con nuôi với bà xã Harry Won. Khi mình sinh một đứa bé ra đời thì bản thân phải thực sự hiểu mình đang làm gì. Tôi nói với vợ là nếu mà sau này vợ chồng mình nhiều việc quá, đến 40-50 tuổi mới muốn có con, lúc đó thì vợ tôi lớn tuổi quá không thể sinh con, thì tôi vẫn hoàn toàn hạnh phúc với việc nhận một đứa con nuôi, trấn thành trải lòng. Nam Si chia sẻ việc sẵn sàng nhận con nuôi trong tương lai. Nam đạo diễn phim Nhà bà nữ cho rằng, nhiều đứa trẻ chưa có cơ hội để gặp đấng sinh thành tốt, Tôi nghĩ có quá nhiều đứa trẻ trên thế giới này chưa có cơ hội để gặp một ông bố bà mẹ tốt, Trấn Thành chia sẻ quan điểm. Trước đó tại một sự kiện, Trấn Thành từng thẳng thắn cho rằng bản thân không quan trọng chuyện con cái và cảm thấy thời gian với vợ rất quý báu trước đó trấn thành cho biết anh không quan trọng chuyện con cái nơi mc chia sẻ tôi không quan trọng có con có cái tôi cảm thấy thời gian với vợ rất quý báu tôi dành thời gian cho vợ còn không đủ còn nếu người đàn ông nào đó quan trọng việc có con thậm chí gia đình người ta quan trọng mà người ta mắc kẹt với điều này chúng ta tự ái chúng ta tự ti với bản thân lúc đó chúng ta không còn tinh thần làm cái gì cả Harry Won thể hiện sự mệt mỏi ở trường quay, tiết lộ chỉ ngủ 3 tiếng một ngày. Harry Won cho biết dù thiếu ngủ liên tục trong một khoảng thời gian, tuy nhiên cô vẫn vui vẻ vì được làm việc chăm chỉ. Mới đây trên trang cá nhân, Harry Won đã tâm sự về lịch trình công việc đầy bận rộn của bản thân cô trong thời gian gần đây. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết cô chỉ ngủ 3 tiếng một ngày. Giờ nghĩ là ngủ bù liền để lúc quay tỉnh táo, tuy mỗi ngày ngủ có 3 tiếng hơn chút, nhưng quay rất vui. Harry Won tranh thủ chợp mắt giữa giờ, giải lao khi đang ghi hình cho một chương trình. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều bày tỏ sự lo lắng và hy vọng Harry sẽ giữ gìn sức khỏe. Ngủ ít quá vậy em, ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Ngày ngủ ít nhất phải 6 tiếng. Công chúa ngủ đi nha, để tỉnh táo mà quay tiếp nhé. Sức khỏe là vàng, ngủ cho lại sức em nhé. Mà người sinh, ngủ cũng sinh. Harry luôn làm việc vô cùng chăm chỉ và nhiệt huyết. Có một khoảng thời gian, người đẹp từng vừa tiếp nhận điều trị bệnh liệt nửa mặt, vừa di chuyển liên tục giữa việc hàng. Sau gần một thập kỷ chung sống với Trấn Thành, Harry Won vẫn không ngừng phát triển sự nghiệp riêng. Nam MC Đình Đám từng tâm sự với giới truyền thông rằng cả hai đều tôn trọng công việc riêng của cá nhân. Mỗi khi đối phương có dự án mới sẽ ủng hộ, động viên hết mực. Trong ngày sinh nhật của Harry Won, Trấn Thành đã chủ động tổ chức tiệc đầy hoành tráng cho bà xã. Tuy nhiên khi nhận về những tin đồn thất thiệt về cuộc sống hôn nhân giữa bản thân và vợ ngoại quốc, Trấn Thành không giấu khỏi sự bức xúc và cho biết Người đi đám cưới xài tiền thì người còn lại phải đi kiếm tiền chứ. Mà nhiều người ngộ ghê. Vợ tôi đi làm đi kiếm tiền. Vợ tôi đi Hàn Quốc rồi. Tôi ở đây quay phim. Quay xong phải dựng trong phòng dựng. Không có hình lên là nói vợ chồng xích mít. Gây lộn. Lạ vậy. Dù không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi khi đi làm với tần suất dày đặc, nhưng Harry Won luôn thể hiện tinh thần vui vẻ, hòa đồng và tỏa ra nguồn năng lượng tích cực tới mọi người xung quanh. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo